Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng đã quay trở lại với Cyber Cafe Championship của bộ môn FIFA 23. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với loạt trận thứ hai của vòng bảng của vòng chung kết của giải đấu. Với việc trận đấu đầu tiên thì đã có một kết quả hòa ở bảng A và một kết quả thắng dành cho Nhật Khánh ở bảng B, thì bây giờ hai trận đấu mà chúng tôi sẽ thi đấu cùng giờ ở bảng A sẽ là cuộc đọ sức giữa Cao Sơn và Nhật Huy. Trong đấy ở bảng B, Văn Cường sẽ gặp Hoàng Hiệp, hai vận động viên hoàn toàn mới với khán giả của Vietnam Sport TV, và chúng tôi sẽ xin phép được tường thuật trận đấu này cho các bạn. Và đánh giá một tí về bảng A thì chúng ta thấy rằng Cao Sơn khi đã hòa với trận đấu đầu tiên Hoàng Hiệp Hoàng Thiện thì khi đối đầu với Nhất Huy thì tôi nghĩ rằng một chiến thắng trước Nhất Huy thì giúp cho Cao Sơn chắc chắn có chiếc vé vòng sau. Nhưng ở bảng này, Văn Cường và Hoàng Hiệp với Nhật Khánh đã chiến thắng đang từng đó là an toàn, và Văn Cường Hoàng Hiệp bắt buộc sẽ phải cùng nhau tranh chiếc vé còn lại. Với cả ba người cùng một bảng và lấy hai thì cơ hội dành cho cả hai là đây. Manny Meyer, Sergio Ramos, Rafael Varane, Nemanja Matic, David Luiz cộng với lại David Alaba là năm cái tên trong hàng hậu vệ của Văn Cường bên phía đội hình bên trái. Còn trong cái đấy, tuyến giữa anh ta có Paul Pogba, và gần như là Matic cũng sẽ được đẩy lên đá vào cái vị trí đá lùi, tức là một tiền vệ phòng ngự nhưng đẩy xuống đá như vị trí trung vệ, đá rất gần với cả Paul Pogba. Còn trong cái đấy, ở tuyến trên anh ta có Bale và Antoine Griezmann là hai cầu thủ chạy cánh, cả hai đều có tốc độ vô cùng tốt. Với cái việc mà thẻ cộng 10 và cấp độ 20, nhìn về xu hướng thì rõ ràng đẩy cao cả Antoine cũng như là Gareth Bale. Trong đấy, bộ đôi tiền đạo anh ta sử dụng là Lewandowski và Zlatan Ibrahimovic. Với Lewan thì rõ ràng của Bayern Munich, anh ta đang là một trung phong, một mũi nhọn gần như là duy nhất. Ngoài ra thì còn Thomas Müller, tôi vẫn đánh giá cao hơn đó Lewandowski. Trong trận đấu này thì Văn Cường anh ta mất Ronaldo thì vẫn đang có mặt trong đội hình. Nhưng tôi nghĩ rằng với cái đội hình hiện tại thi đấu nha, Ibra cộng với là Lewandowski hoặc là Cristiano Ronaldo, khi mà hai cánh là Gareth Bale cộng với là Antoine Griezmann thì đẩy mạnh hướng tấn công ở hai bên cánh, có những đường tạt phía trong với tốc độ và chiều cao tốt đến từ hai tiền đạo. Trong khi đó, đội hình của Hoàng Hiệp xuất phát sẽ là một đội hình biến thể của 5-2-3, khi mà ở tuyến trên có Neymar, Thomas Müller và Luis Suarez với năm cái tên hậu vệ: Jordi Alba, Jerome Boateng, Sergio Busquets, Rafael Varane và David Alaba. Cũng lại là một sơ đồ năm hậu vệ. Như vậy đây là trận đấu mà cả hai bên đều đá sơ đồ năm hậu vệ, nhưng không có một vị trí SW, một trung vệ thòng, mà nó thay bằng đó là ba trung vệ. Chỉ khác ở một bên thì người đá như tiền vệ phòng ngự, còn bên này thì rõ ràng là ba trung vệ tạo thành hình tam giác. Đây sẽ là một hình tam giác mà phòng ngự án ngữ trước khung thành, và tôi hy vọng với cái hàng phòng ngự tam giác này nó không bị thọt trong những tình huống mà phá bẫy việt vị của tiền đạo đối phương. Và Hoàng Hiệp thì chọn lối chơi khi mà có rất nhiều cầu thủ với cái vóc dáng nhỏ con và cái tốc độ cực kỳ cao, như Lionel Messi ở cánh phải, bên cánh trái sẽ là Neymar cộng với là Luis Suarez. Thì sự khác biệt hoàn toàn đến từ cả hai bên, một người sẽ là đột phá cánh nhưng mà đẩy vào trong với những cú sút đến từ Messi và Neymar, còn một bên thì là Gareth Bale cộng là Antoine Griezmann với những đường tạt vào phía trong cho tiền đạo của họ sẽ là Zlatan Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo, vẫn có mặt trong đội hình thi đấu mặc dù phong độ của ta không tốt cho lắm. Và như một trận đấu đã bắt đầu một đường trọng khe bầu, rõ ràng với việc có ba trung vệ thì những cái pha QW, những cái đường chọc khe bổng đấy nó không gây quá nhiều khó khăn dành cho Hoàng Hiệp. Hoàng Hiệp sẽ là người lên bóng. Trong trận đấu đầu tiên thì anh ta không phải thi đấu bởi vì mỗi bảng chỉ có 3 vận động viên mà thôi. Văn Cường có lẽ là người chịu sức ép nhiều hơn. Khi trận đấu đầu tiên anh ta đã để thất thủ trước Nhật Khánh, và đây sẽ là một cơ hội. Văn Cường anh ta buộc phải thắng, trước đó là một trận hòa thì cũng gần như là hết cơ hội. Và Neymar một đường tạt vào trong, đánh đầu không vào đến từ bên phía của Hoàng Hiệp. Không được. Một khả năng bắt người từ khu vực giữa sân rất tốt của Hoàng Hiệp. Với việc năm hậu vệ nhưng hàng công vẫn có rất đông, và đây là Neymar, một pha treo bóng vào. Hoàn toàn Hoàng Hiệp anh ta thi đấu với một lối đá là tật cánh đánh đầu. Lộ rõ luôn, không có một pha tấn công trung lộ nào cả, chỉ đan bóng ra biên thôi. Và bây giờ Hoàng Hiệp tiếp tục có bóng ở phía cánh trái, Jordi Alba cứ bóng chuyền cho Neymar một lần nữa. Trọng khe. Rất trống trải là Jordi Alba. Sẽ là phạt góc dành cho Hoàng Hiệp. Toni Kroos, thủ môn đã ra ngoài. An toàn. Không phải, đó là cú đấm sai lầm. Cú dứt điểm nhanh. Và tiếp theo là cú vô lề. Và đó là Neymar. Tỷ số được mở dành cho Hoàng Hiệp. Và người có bóng nhiều nhất trong 19 phút đầu tiên của Hiệp 1 đã có được bàn thắng mở tỷ số cho Hoàng Hiệp. Với ô pha ngã bàn đèn tuyệt đẹp. Tôi nghĩ đây là một sai lầm của Manuel Neuer. Anh ta ra ngoài nhưng ta không thể ôm trọn được trái bóng trong cả hai tình huống. Cả hai lần anh ta đều phải đấm, và đều đấm vào chân của những cầu thủ Manchester United bên phía Hoàng Hiệp. Và rõ ràng tỷ số đã được mở. Văn Cường đang đứng trước những áp lực khi nếu anh ta để thua trận đấu này gần như chắc chắn sẽ bị loại và không còn cơ hội đi tiếp vào vòng sau, và bắt buộc phải dừng lại tấn công. Pogba, Gareth Bale không phối hợp thành công, một Hoàng Hiệp cắt được bóng và đã có lỗi.
sẽ làm tình huống đá phạt dành cho Văn Cường. Đứng trước bóng 3. Một đường chuyền gần. Bóng 3 chuyền cho Gareth Bale. Rất khó cho Văn Cường khi mà hàng hậu vệ của Hoàng Hiệp liên tục áp sát vào các tiền vệ cánh. Mất bóng rồi. Đây sẽ là cơ hội dành cho Văn Cường đang bao vây hàng phòng ngự của Hoàng Hiệp. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không thấy một pha dứt điểm nào. Hơi đáng tiếc. Cảm giác khá vụng về từ các tiền vệ của Văn Cường khi mà ở tuyến trên có được thể hình tốt và cái chiều cao, nhưng lại không thấy những đường chuyền vào bên phía bên cánh trong. Bây giờ là đường chuyền tốt với Hoàng Hiệp. Nó khác với những bài tấn công từ đầu trận Hoàng Hiệp, đó là những pha tạt cánh đánh đầu, nhưng đây là chỉ là pha căng ngang, nó gây bất ngờ. Tuy nhiên Văn Cường có đủ số lượng hậu vệ trong vòng cấm để ngăn chặn tình huống đấy, và anh ta ngay lập tức tổ chức một pha phản công nhanh. Antoine Griezmann treo bóng vào, nó là cú đánh đầu không thành công, vẫn còn là Văn Cường, vẫn không được sự xuất sắc của David De Gea. David De Gea đã có tình huống cản phá cực kỳ tuyệt vời. Bây giờ đến lượt Neymar, Hoàng Hiệp tấn công rất trống trải về cánh trái, đang cố gắng chạy vào Thomas Müller. Hơi chậm một tí và bây giờ hàng hậu vệ của Văn Cường đã lui về thành công. Bóng lại tiếp tục được đẩy ra khu vực hai biên, hai bên cánh. Hai bên cánh là lối đánh sở trường của Hoàng Hiệp. Với sơ đồ 5 hậu vệ thì anh ta gần như là bảo đảm an toàn ở khu vực tuyến giữa cũng như là hành lang cả hai bên, vừa có thể hỗ trợ. Tuy nhiên cái cách mà hỗ trợ tấn công cũng như phòng ngự thì nó làm giảm thể lực rất nhiều hai bên cánh. Những phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1 và cơ hội được dành cho Văn Cường trống trải với cánh phải Gareth Bale. Jordi Alba rất nhanh chóng áp vào. Vẫn còn. Đường tạt vào chăng? Nó chỉ làm đường chuyền gần. Không tốt đến từ Gareth Bale. Vậy giờ cơ hội cuối cùng thuộc về Hoàng Hiệp. Chuyền như ném gạch. David Alaba. Vẫn còn nhanh chóng Hoàng Hiệp. Tiếp tục là treo bóng vào trong vòng cấm. Trọng tài vẫn chưa cắt còi. Mặc dù chỉ là 2 phút cộng giờ thêm mà thôi. Thời gian bù giờ rất lâu và bây giờ thì ông mới cắt. Vẫn chưa. Cắt, chắc chắn là cắt. Chỉ đợi chọc khe lên là cắt. Tôi biết mà, ông trọng tài ông FIFA này chôn lắm. Có những lúc mà bù giờ 1-2 phút mà cảm giác như bù giờ thêm tận 10 phút bằng chúng ta đã bằng hiệp 1 luôn. Và tỷ số trong hiệp 1 nó là 1-0. Cả hai đều có những cơ hội nhưng người tận dụng tốt hơn, nó là Hoàng Hiệp. Rất đáng tiếc cho Văn Cường, chúng ta vừa được xem là tình huống mà Ibra đã đối diện với David De Gea khi mà khung thành đang bỏ ngỏ đó. Nhưng bây giờ 1-0 hoàn dành cho Hoàng Hiệp và đến với hiệp đấu thứ hai, hiệp đấu có thể là cuối cùng của Văn Cường tại giải đấu này. Thoát xuống rất nhanh bên hành lang cánh và lại là treo vào. Bây giờ là cú đánh đầu. Lần này thì cú đánh đầu của Thomas Müller. Bóng bay nó chạm đầu của một trung vệ. Đứng trước bóng hiện tại là Toni Kroos. Tạt vào, rất trống trải, đánh đầu, không vào và cản phá tốt đến từ Neuer. Đó là pha tạt cánh ra xa để tránh việc thủ môn lao lên và nó cú cứa lòng tiếp theo. Vẫn không được, vẫn là sự xuất sắc của Neuer. Nếu như trong cái bàn thua đầu tiên mà Neuer anh đã xuất sắc như này, anh đã bắt dính được những tình huống bóng, thì tôi nghĩ bây giờ Văn Cường không phải chịu một cái áp lực nặng nề như vậy. Bây giờ Lionel Messi tiếp tục là Hoàng Hiệp cướp được bóng ở phần giữa sân khi mà cái đường triển khai bóng nó không thực sự tốt đến từ Văn Cường. Luis Suarez phối hợp với Lionel Messi giữa. Đường chuyền rất thông minh và căng ngang đánh đầu. Không được, không thành công. Và lão lần nữa Manuel lên tiếng. Và việc Neymar phía giữa thực ra cũng khó cho tài tranh chấp với các hậu vệ đến từ Văn Cường. Nhưng bây giờ cơ hội cho Văn Cường. Gareth Bale phía dưới này, 4 hậu vệ đang căng ngang nhưng anh ta qua được 2 người rồi. Sự xuất sắc của Gareth Bale liệu có cứu được trận đấu này dành cho Văn Cường hay không? Hãy nhớ là Văn Cường cần một trận thắng. Antoine Griezmann. Rất đông các hậu vệ của Hoàng Hiệp đã lui về thành công và pha tấn công sẽ rất khó cho Văn Cường. Cristiano Ronaldo. Dứt điểm. Không được. Và phá bóng lên, giải nguy. Phía trên này hàng tấn công của Hoàng Hiệp cũng là rất đông. Một tình huống 2-3. Rất kỹ thuật là Neymar. Vượt qua được Rafael Varane. Dứt điểm. Tiếp tục là cú sút và vẫn không có bàn thắng dành cho Hoàng Hiệp. Có vẻ hơi đen. Đây là một tình huống dứt điểm mà gôn này. Anh nhìn xem. Quá thoải mái. Như thế nào anh chàng tiền đạo lại sút thẳng vào người thủ môn? Messi đối đầu với là Manuel Neuer và Messi đã không thể nào thắng được thủ thành người Đức này. Chúng ta sẽ có những sự thay đổi đến từ Hoàng Hiệp. Tôi nghĩ rằng với cái hiệp thi đấu chỉ còn một khoảng nửa thời gian mà thôi thì anh ta sẽ chuyển sang đấu phòng ngự khi đã có được bàn thắng dẫn trước rồi. Đó sẽ là sự lựa chọn có thể dành cho anh ta, và hoặc là thay các tiền vệ cánh với Neymar và Messi từ nãy giờ đã tốn rất nhiều thể lực. Hai cánh, chắc chắn sẽ là hai cánh. Ngoài ra là khu tuyến giữa nữa khi Toni Kroos anh ta phải chạy lên chạy về tương đối nhiều.
Những cái tên được thay vào sẽ là có một cái tên đáng chú ý chính là Arturo Vidal, và đây là một tên thực lực khá tốt theo tranh chấp ở tuyến giữa. Đứng trước bóng hiện tại là Vidal. Vidal sẽ thay vị trí của Toni Kroos, và anh ta cũng là người thực hiện quả phạt góc. Phút thứ 74 rồi, còn rất ít thời gian dành cho Văn Cường. Anh ta chỉ còn khoảng độ 20 phút nữa thôi, đó là tính cả thời gian bù giờ. Nếu như bây giờ có bàn thắng thì còn kịp cho bàn thắng nữa để hy vọng nuôi tiếp cơ hội bước vào vòng bán kết của giải đấu Cyber Cafe. Cơ hội là không nhiều cho Văn Cường khi mà cái khả năng chuyền bóng không thực sự tốt. Bây giờ Hoàng Hiệp, Jerome Boateng, Messi, Aubameyang. Rất bình tĩnh là Hoàng Hiệp, không việc gì phải gấp cả. Sai lầm đến từ các hậu vệ. Phút 83 rồi. Những đường chuyền lên phía trên không thực sự tốt từ Văn Cường. Vậy giờ tiếp tục là Hoàng Hiệp tấn công. Bóng vẫn thuộc về Lionel Messi. Messi mùa 15 có một khoảng thể lực rất tốt. Bởi vì bây giờ đã là phút thứ 86, anh ta vẫn chưa phải rời sân. Đó lại là cú dứt điểm vô cùng căng. Pha xử lý tốt đến tại Aubameyang. Và vỡ phao hoạt bóng cộng với là sút ngay lập tức. Nhưng trong khung gỗ vẫn là Manuel Neuer. Nếu đó là một pha cứa lòng thì tôi nghĩ Aubameyang đã có thể làm nên chuyện. Thời gian không còn nhiều dành cho Văn Cường. Sẽ làm đường trong khe bổng lên phía cánh. Gareth Bale tốc độ của anh ta là còn những thể lực thì hết, nhưng Boateng cũng không còn thể lực. Hai cầu thủ hết thể lực đang đuổi nhau. Qua người và dứt điểm. Không được. Không còn thể lực và cú sút rất nhẹ, rất dễ dàng dành cho David De Gea. Và cái khoảng thời gian thi đấu chính thức đã không còn. 2 phút cộng thêm giờ và kết thúc trận thi đấu này. Hoàng Hiệp chiến thắng với tỷ số 1-0. Như vậy, vận động viên đầu tiên phải chia tay với giải đấu Cyber Cafe Championship đó chính là Văn Cường. Và chúng ta sẽ có trận đấu cuối cùng ở bảng B này giữa Hoàng Hiệp và Nhật Khánh để xem ai sẽ lên ngôi vị đứng đầu tại bảng B. Và vì nếu đứng đầu bảng B thì chúng ta sẽ phải chỉ gặp nhì bảng A mà thôi. Và có lẽ chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút chưa quay trở lại với lượt trận cuối cùng của giải đấu Cyber Cafe Championship.